chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng review phòng thi IELTS trên máy tính đầu tiên tại Đồng Nai nha. Phòng thi được tọa lạc tại Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VMG, địa chỉ số 1209 đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Giờ thì cùng mình khám phá nào. Khi đến với Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VMG, chúng ta nhớ thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K đấy nhé. Rửa tay, xịt khuẩn xong đồ thì mình cùng đi thôi nào. Đẩy cửa nha, bấm thang máy nào. Lên đến lầu 5 rồi nè. Giây phút mong chờ cũng đã đến. Cùng nhau khám phá phòng thi trên máy tính nhé. Wow, xịn chưa, trang thiết bị cực kỳ tân tiến và hiện đại, phòng thi đạt tiêu chuẩn quốc tế đó. Sau khi tham quan một vòng phòng thi trên máy tính thì chúng ta cùng xem phòng thi trên giấy có những gì nhé. Let's go. Wow, phòng thi giấy nè, đẹp, sang, xịn và Việt lắm nha.